Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hôm nay thì tiếp tục mình sẽ quay cho mọi người xem là cái video tiếp theo là trục vớt chiếc ghe xi măng chìm. Chiếc ghe này thì 60 tấn ha. Thì cũng như cái video ngày hôm qua mình đã quay cho mọi người xem là cái lời kể của chú là chiếc ghe này đi chạy cùng chiều với chiếc xà lan thì không may hút nước thì chìm, cũng giống như cái lời kể của ngày hôm qua của chú mình. Hôm qua có quay cái video cho các bạn mọi người xem rồi đó. Đây thì bây giờ bên đội thợ lặn tiếp tục là sẽ đem xi măng vô trong mé. Đem xi măng vô trong mé rồi tiếp tục làm nổi chiếc ghe lên ha. Chiếc ghe này thì chú đi chỉ có mình ên thôi các bạn. Đó, bây giờ thì sẽ lấy xi măng ở bên trong ra. Đây anh này giờ anh đang ngồi trên cái mũi ghe nè. Đó, bây giờ thì lấy từ bao ra. Chiếc này là chở 1.200 bao xi măng. Thì cái đây là cái khúc gần cái bến đá anh cho cô. Hiện giờ thì đi qua đây ban đêm thì nó ngay nó rất là nguy hiểm ha. Nhiều khi là nghiêm qua giờ cái mũi ghe của cái chiếc này là nó muốn bấy nhạy luôn à. Cái ở phía sau á, cái cabin ở phía sau các bạn, chỗ cái phao đó, xà lan đồ hôm qua giờ gướng lên quá trần luôn. Bây giờ mấy anh đang đem tiêu từ bao bên trong nè. Tất cả là 1 2 3 4 5 6 7 8 người. Trong khi đó là có mấy chú cũng lớn tuổi. Đây. Nó bắt cái đòn dày từ ở trong ghe nối dài ra. 1.200 bao xi măng. Tiền trục vớt này chắc mình nghĩ cũng hơi nhiều rồi nha. Đó, xi măng giờ nó đóng cục như thế này nè, như cái bê tông vậy. Xi măng mà xuống nước thì các bạn biết rồi đó. Nó dùng vớt ha. Kiên lương. Cái đó mà để có cái gì chắc hết ta. Giờ đem vô mé. Không, cái này mà có cái này cái chỗ mà bờ kè rồi đó, tắn bờ kè đồ ngon. À, nhờ là cái lực nước cho nó nhẹ chứ ở trên bờ thì nó hơi nặng ha. À, phải di chuyển như thế đây. 50 kg nhưng mà khi mà nó đóng cục vậy nó nặng, nó khó chịu hơn cái lúc mà nó mềm mềm nha các bạn. Đó, giờ nó nằm kìa. À, chút nữa thì trong khi đó thì đem hết bao số xi măng này ra thì mới tiếp tục đưa phi vô. Đây bây giờ thì anh này thì ảnh đang ở trong này, giống như là mọi người chia ra từ cấp vậy, cho nên là cho nó nhẹ. Địa hình ở đây thì nói chung là mấy anh thợ lặn cũng ngán ăn lắm, tức là cái ghe chìm ở giữa sông á, cho nên nó cũng đòi hỏi khó lắm. Khi mà lặn xuống dưới á là nước nó chảy, nó tạo cái lực hút. Khi mà mấy chiếc nổi thì không nói chi mấy chiếc khẩm á, là mấy anh cũng ớn lắm nha, thật sự nói luôn á. Mấy chiếc xà lan cái lượng nó sâu á, lặn với nó hút nước, hút vô cái phần bánh lái ở phía sau, nên là ở trên nổi thì nó dễ nè, với lại ở đây nó cũng gần trong mé nè, chứ không phải giữa ngoài kia thì nó cũng nguy hiểm phức tạp lắm. Thì chiếc ghe này chìm là ngày hôm qua thì chú có kể lại hoàn toàn rồi đó, chú chủ ghe ha. À, lấy xi măng chở đây lên Kinh Sáng Vịnh Tre hay là gì đó, hôm qua quên bà nó quên mất tiêu rồi. Nó khiêng ra từ cục vậy nè. Nó cong vòng méo xẹo luôn, không đủ thứ hướng đủ thứ chiều hết. Đây đội thợ lặn phi bọng gì tùm lum hết trơn, vất vả lắm á nha. Đem hết cái ghe 60 tấn 1.200 bao xi măng này lên cũng chua lè. Ngồi ở dưới đó nó có cái kiện chắc sát mé rồi nè. Bây giờ cứ chắc vô đi rồi tới nữa tính sau. Ghe thì cabin rồi. Ghe này chìm hôm nay nữa là ngày thứ hai rồi nha các bạn. Đó, phải lấy cái đòn dày để làm giống như cái băng chuyền vậy để cho nó nhẹ xíu. Chứ nếu mà bác hai chống té lộn luôn rồi. Nó còn lớp ở trên thì nó rất là dễ, khi mà sâu xuống dưới là mới mệt nè. Chút phải dùng tới ống hơi ha. Dòng sông cái này thì lục bình khủng khiếp nhiều. Trời ơi, xi măng này nhiều loại ha, 2-3 loại lần. Xi măng Hà Tiên rồi xi măng Hôn Xin hay Y Xin gì nữa kìa. Vào đó đỏ nữa kìa. À, cái nào nó như cục bê tông để vô bọc vậy, để vô bao vậy.
không khéo là nó cũng tay chân được, nó cũng giặt giò được nha các bạn. Nhiều khi là mấy nhà ở dưới nước nó có nó đỡ, anh cũng phải cố gắng cẩn thận mới được. Đó, mấy cục vuông vuông các bạn thấy chưa? Xi măng mà xuống nước thì nó chỉ 24 tiếng là nó như vậy rồi. Giác này mới xuống thì đỡ nè, chứ giác xế xế chút lạnh. Thiệt hại cũng tốn kém dữ rồi. Gần 200 triệu vậy đó. Hôm qua thì chú có thống kê được tạm đỡ đỡ vậy đó. Chú Nguyên Nhân thì cũng như mọi người hôm qua đã xem cái video của mình đó. Video trước mình đã có quay đó, thì chú kể là toàn sợ cảnh cái vụ việc mà chiếc ghe chú bị chìm đó. Thì chú đi có mình nên thôi, thì mình nên mà hai chiếc đi cùng chịu nhau, tách nhau ở đầu, nó tới đây là nó nằm đây luôn. Bây giờ thì mình thấy cũng nhiều rồi đó các bạn, tại vì đó chuyện ở đây thì nó cũng nhanh lắm, cũng chắc là cũng đang tìm cái chiếc xe cuốc để mà móc xi măng ra, nhưng mà không được, không có xe cuốc. Còn thợ lặn này thì của mấy anh không biết, mình không biết ở đâu nữa. Đẩy ra. Ở đâu chỉ cho dành luôn rồi, ta ấy rồi. Có cô. Thôi coi bà lộn cái mặt cái gì ra. Đâu có mấy đâu bà, không thấy cái mấy coi bà nội. Bây giờ chắc cũng được hết cần cá kiện rồi đó. Chỗ này mà xà lan khẩm khẩm ban đêm á, là bữa trước là đụng, là nói chung là cái băng con, cái video bữa trước mình có quay đó, ban ngày cũng có dướng vô cái cabin phía sau. Đó, giờ mấy anh đang tắt bật. Chạy ra kìa, mà hồi nãy tôi với thằng kia cũng là phước. Tôi chạy tôi đang nghĩ nó ra, tôi kiếm hết trơn luôn, mà nó hứa tôi là chủ đó, nó hứa tôi là bữa nay. Dạ. Bữa nay nó đảo qua đâu lại, nó nói là không có tài xế. Dạ. Giữ cái cuộc tôi nhớ là tôi nói nhờ ngấp. Dạ. Nhờ ngấp này, không ngấp thằng này nè. Tôi nói với ngấp là ông ngấp điện rồi, nó nói chịu đi mà làm chừng nào mà cái gạo nó về là tôi chạy về nha. Dạ. Cái tôi ngấp tôi hứa tí mẹ. Vậy là bây giờ thì tạm thời là mình kêu mấy anh thợ lặn đem ra đỡ ha. Đem ra là đem ra cho nó bớt cái giọng ra. Nó thấp chút dây. Vậy à. Tiền trục vớt cỡ 16 triệu. Dạ, bên thợ lặn 16 triệu ha. Dạ. Cái này bên nhà qua đó quên. À, bên Hồng Ngự bển qua luôn ha. Là ở sớm nhà tôi luôn. Vậy là ngang qua giờ chạy qua. Chạy hồ khuya. À, khuya chạy qua. Tới đây 1 giờ. Dạ. Đó, cái ở đít cái cabin thấy chắc nát tan hết trơn. Nát hết trơn. Dạ. Nó gãy nó ngày qua là tôi thấy là nó gãy có vô nhiêu nè. Dạ, cabin ha. Nó gãy ít vô dữ á. Dạ. Vô dữ. Gãy ít vô dữ. Vô nhà xài á. Dạ. Quá trời gớm mà. Máy mình đẩy ra hay gì? Đâu có đâu, máy dẫn máy chứ cái này ra bớt. Đang ra bớt. Ra bớt hả? Đang ra bớt, đang cẩu cho nhẹ chứ. Mới có mấy bào muốn nổi lên nè ha chú. Hả? Không, nước dòng chứ. À, nước dòng ha. Nước dòng. Đây bây giờ thì nãy giờ thì lấy cũng rất là nhiều ha. Bây giờ thì lấy tới phần sâu ở bên dưới rồi các bạn. Nãy mấy bao trên thì nó dễ, giờ sâu sâu bên dưới thì nó cũng hơi khó lấy rồi đây. Nên thấy thêm một cái đồng giày nữa. Phải buộc cái đồng giày cho nó cố định mới được nha. Tại cái bao xi măng nó hơi nặng cho nên là khi là đẩy tới đẩy lui á. Nên khi nó
không có im cho nên buộc cho nó cố định. Rồi bao nào nấy cả nó cứng cốc cốc dưới. Ở đây cần không cho lấy anh con. Lợi đây lấy rồi lợi không giữ quốc nội đấy. Lấy vô lát chạy tôi chạy đặng không. Nà. Sao bảo nó có chạy. Rồi thời lặng này thì ở bên Hồng Ngự bến nó qua luôn ha. Ơi đem tính chạy đi lợi lấy. Ôi. Xong cái này là giải giải hết luôn. Lấy hết đây cho mày nhảy cái này lại đây. Không đẩy lên. Cho đẩy cho ta. Này thì mấy anh lấy đỡ đỡ rồi chút nữa xe cuốc sẽ loại để lấy cho nó nhanh ha, cẩu ra cho nó ra lại dưới nó có cái kiện cẩu móc vài móc là nó cũng giảm rất là nhiều rồi rồi. Bây giờ thì mấy anh lấy nãy giờ cũng nhiều đó nha. Ghe tàu ở trên kia có chiếm hai con lái cũng dữ dằn quá nè. Xi măng này hai loại các bạn, loại trắng loại cam. Đó, mỗi lần mà có một chiếc xà lan đi ngang là hút nước. Anh thấy ngưng lặng liền. Nó thì cũng có một số anh em hỏi hút nước là cái gì, là tức là cái chân vịt nó đạp cái xà lan đẩy đi cái lượng nước nó hút về cái chân vịt đó. Thấy không? Các bạn thấy chưa, mỗi lần có xà lan khẩm đi ngang là nó hút ghê lắm. Nó hút cho nên là khi mình lặn dưới là ở trên thì mình ấy lặn dưới cái mình cái cơ thể mình nó nhẹ không có chỗ bám là nó hút đi, nói chung là nguy hiểm cực kỳ. Tại vì cái lòng sông thì nói chung ở đây nó cũng hơi cạn nên là mấy anh đem sát vô mé này nè. Sát vô mé này rồi tới nữa tính sao, nữa là có thể là mấy anh đem lên bờ hay gì không cần, tại đây lăn lên đây cũng hơi gần ha, chứ để dưới lòng sông thì nó cũng nguy hiểm lắm, nhiều khi tàu ghe người ta chạy lưu thông mà cái đệ xi măng thì nó cứng rồi đó. Xà lan đi qua gỡ đầu mấy anh với mấy chú sẽ tiếp tục lặn bên dưới. Đang vừa làm mà mấy anh cũng vừa chờ đợi là xe cuốc lại. Hiện tại thì lặn không có bình hơi ha. Hơi mệt rồi. Tuyến đường này là cái tuyến lưu thông chính ha. Đây thì thuộc huyện Chi Tôn, An Giang. Tuyến này thì cái hướng này thì đi xuống là đi về Hà Tiên, Kiên Lương, Ba Hòn rồi đó, là cái hướng chiếc ghe này nha. Còn hướng đi lên thì về cầu sắt 13, về Long Xuyên, về Chi Tôn, thì có thể là đi xe thì về Châu Đốc luôn, mà đi xà lan thì chắc mình nghĩ là chắc cũng được á, tàu ghe. Vất vả đem từ cục đi. Đây nãy giờ mấy anh lấy cũng nhiều các bạn. Dòng sông chỗ này thì phù sa nhiều lắm, lục bình quá trời cái mùa này. Nó hít với nhau các bạn, các bạn thấy chưa, một cục là 50 kg nó nặng lắm.
Giờ cái lớp ở trên thì lấy rồi, nó càng xuống dưới thì nó càng sâu, thì cái lượng ghe nó ngay cũng hơi sâu ha. Mưa tới luôn, ở dưới lạnh, ở trên lạnh, mấy anh tội nghiệp, mấy anh thợ lặn lại chỗ đó. Thì cái tiền công trục vớt thì nãy thì chú chủ ghe có nói là 16 triệu ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.